Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 16 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 16 này là Shen yang ta xuan jian yi xian ge khou dai gong yuan. Shen yang ta xuan, Thẩm Dương, tức là tên một cái thành phố của Trung Quốc. Ta xuan là dự định. Jian yi xian ge khou dai gong yuan. Jian ở đây tức là jian ru, là xây dựng. Yi xian ge là 1000 cái. Khổ tai cung duyển là công viên túi. Khổ tai là cái túi áo của mình. Như bây giờ công viên túi là như thế nào? Mình cho nó vào trong một cái ngoặc kép đó, thì chút xíu vào trong nội dung của bài thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Đến giờ mình cũng chưa hiểu công viên túi là như thế nào cả. Mình đọc lại nha. Shen yang ta xuan jian yi xian ge khổ tai cung duyển. Sau đây xin mời mọi người hãy xem mình giải thích nội dung chi tiết nha. 根据了解, dịch là được biết. Chín miễn liàng niễn có nghĩa là chín niễn hứa miễn niễn liàng niễn, năm nay và năm tới. Sần giảng tà xoan trai chịu cơ sẵn chí chen yu chen cơ khổ tai cung nguyện. Thẩm Dương dự định. Dự định ở đâu xong mới làm gì nè? Trai chịu cơ sẵn chí, ở chính khu vực của thành phố. Chịu cơ sẵn chí là khu vực của thành phố. Chien yi chen ge khou dai gong yuan, xây dựng 1000 cái công viên túi. Thì mình có thể dịch đằng sau dịch lại cũng được. Tức là Thẩm Dương dự định xây 1000 cái công viên túi ở chính khu vực của thành phố. Chính khu vực của thành phố. Tiếp nữa, khou dai gong yuan shi hen xiao de gong yuan. Công viên túi là những cái công viên rất nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta hiểu công viên túi là quy mô thì rất nhỏ nè. Khổ tai cung viện sư hẳn xẻo tờ cung viện. Thà mên y bán yếu trữ vụ, zô y, hở yên tông, xì xe tận. Thà mên là chúng nó, chúng đây là đang nói tới công viên. Chúng thông thường sẽ có y bán yếu là thông thường sẽ có, y bán là thông thường. Có cái gì nào trữ vụ là cây cối, âm hóa Việt là từ thực vật đó là cây cối. Zô y tức là chỗ ngồi. Hở yên tông, xì xe tận. Xì xe là các cái thiết bị. Duyên tông xì xe là các cái thiết bị để tập thể thao. Ví dụ cái máy chạy, rồi cái chỗ hít đất, rồi cái chỗ hít xà, những cái thứ đó đó. Thì gọi chung là duyên tông xì xe. Mình đọc lại ha. Khẩu tai công viện sư hẳn xẻo tai công viện. Thà mên y bán yếu trữ vụ, zô y, hở duyên tông xì xe, tần. Là vân vân, tần là vân vân. Tiếp theo. Nâng cây trú trai phu chinh tờ rỉnh mân ý cơ siêu si tờ ti phang. Siêu si tờ ti phang tức là một cái chỗ nghỉ ngơi. Nâng đây là có thể. Cây trú trai phu chinh tờ rỉnh mân là mang lại cho những cái người dân sống ở lân cận. Phu chinh là vùng lân cận hoặc là gần đó. Cây trú trai phu chinh tờ rỉnh mân là dành cho những cái người sống ở vùng gần đó có một cái chỗ để nghỉ ngơi. Kề, nâng kề trú trai phu chinh thời rỉnh mân yi ge xiu xi de ti fang. Shen yang zhe yi qian ge khou dai gong yuan. Shen yang zhe yi qian ge khou dai gong yuan. Ngay chỗ này nếu có từ tơ sẽ rõ hơn. Shen yang de zhe yi qian ge khou dai gong yuan. 1000 cái công viên túi này ở Thẩm Dương. 1000 cái công viên túi này ở Thẩm Dương. Yao phân san phi chinh xiển. Phân này là phân hoặc là chia. Giao phân là phải chia ra. San phi là ba đợt. Chinh xiển là tiến hành. Như vậy là 1000 cái công viên túi này ở Thẩm Dương phải được chia ra thành ba đợt để tiến hành. Hoặc là phải được tiến hành chia thành ba đợt. Giao phân sẵn san phi, chinh xiển. Từ phi là đợt, nếu đối với hàng hóa thì là lô. Ví dụ trời phi hô là lô hàng này. Lô hàng này chất lượng rất là kém. Trời phi hô chưa lên hình xa là ví dụ như vậy. Tiếp nữa, ti y phí san bài cơ khổ tai cung nguyện. Ti y phí là cái đợt đầu tiên. San bài cơ cung nguyện, san bài cơ khổ tai cung nguyện đợt đầu tiên, hoặc là 300 cái công viên túi của đợt đầu tiên. Dì chiến là đã khai sự chen là bắt đầu xây rồi. Tao chi nén lưu yue san sử rư, đến ngày 30 tháng 6 của năm nay,
就可以用了thì có thể sử dụng được, hoặc là có thể dùng được, tức là xây xong rồi đó. 第二批和第三批口袋公园, đợt 2 và đợt 3 của những cái công viên túi này, hải trai chi hoa trung còn đang nằm trong kế hoạch, tức là đang lên kế hoạch thôi. Trai chi hoa trung, từ trai này có thể là đang và chi hoa này là lên kế hoạch, đang trong quá trình lên kế hoạch. 这些口袋公园, những cái công viên túi này, mày cưa tức là mỗi một cái, tôi bùi dĩ gian đều không giống nhau. Như vậy là những cái công viên túi này thì là mỗi cái đều không giống nhau, tôi bùi dĩ gian. Tha mên ta tô sư, chen trai, chẳng sư, chia biên, chia chèo tới y xe xèo lưu ti. Những cái công viên túi này, mày cưa tôi bùi dĩ gian mỗi cái đều khác nhau. Tha minh là chúng nó, đây đang nói tới những cái công viên á. Ta tô tức là ta pu phên tô, phần lớn đều, tố sư là đều là, phần lớn đều là như thế nào nè. Chien chai là được xây ở đâu? Ta thấy cái từ trung tâm của nó là cái từ lưu ti, là những cái mảng xanh, xây ở những một số các cái mảng xanh nhỏ. Chien chai, y xe xèo lưu ti, ở một số các mảng xanh nhỏ, những cái mảng xanh nhỏ này như thế nào? Những mảng xanh nhỏ này ở đâu? Thì là chia bên, chia chèo, tờ, y xe xèo, lưu ti. Những mảng xanh nhỏ ở bên đường và ở những cái góc đường. Chia bên là ở bên đường, chia chèo là ở những cái góc đường. Rồi mình dịch cái phần này lại nha. Những cái công viên túi này mỗi cái đều khác nhau. Và chúng phần lớn đều được xây ở những cái mảng xanh nhỏ ở bên đường hoặc là ở những cái góc đường. Chai chén thời sử hô, khi mà đang xây hoặc là trong quá trình xây, hãy quên là rỉnh mến thờ sẵn phạ, còn đã hỏi những cái suy nghĩ của người dân, của mọi người. Như vậy là trong quá trình xây dựng, còn có hỏi ý kiến của mọi người. Quên là rỉnh mến thờ sẵn phạ. Quay tờ sư là vì để, quay tờ sư là vì để, rang cân tôi tờ rỉnh màn gì khiến cho nhiều người hài lòng hơn. Như vậy tức là xây nhưng mà vừa xây vẫn vừa hỏi ý kiến của mọi người, xem mọi người có đồng ý cái mô hình đó hay không, hay là có cần thay đổi gì không. Chai chen tờ sử hô, hãy quên tờ rỉnh mến tờ sẵn phạ. Quay tờ sư rang cân tôi tờ rỉnh màn gì. Chín nén lại là những năm gần đây, Trung Quốc cơ ta chẳng sư, các thành phố lớn của Trung Quốc, tô chai chua hào, chẳng sư lưu hoa cung chua, tô chai chua hào đều đang làm tốt cái gì nào? Chẳng sư lưu hoa cung chua, làm tốt cái công việc, xanh hóa thành phố, tức là làm xanh hóa thành phố. Khổ tai công viện về duyên lại duyên sâu hoan diễn, và những cái công viên túi này cũng ngày càng được sự hoan nghênh của mọi người, hoặc là được cái sự chào đón của mọi người. Và đó là nội dung của cái phần 16 này. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần cho mọi người nghe để mọi người có thể luyện nghe. Phần này chúng ta không cần nhìn màn hình cũng được, nghe đi nghe lại nhiều lần nhé. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. 根据了解，今明两年，沈阳打算在九个城区建1000个口袋公园。口袋公园是很小的公园，它们一般有植物、座椅和运动器械等，能给住在附近的人们一个休息的地方。沈阳这1000个口袋公园要分三批进行。第一批300个口袋公园已经开始建了，到今年6月30日就可以用了。第二批和第三批口袋公园还在计划中。这些口袋公园每个都不一样，他们大都是建在城市界边街角的一些小绿地。
在监的时候还问了人们的想法，为的是让更多的人满意。近年来，中国各大城市都在做好城市绿化工作，口袋公园也越来越受欢迎。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 16 của chương trình tự học tiếng Hoa này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ cho thầy một like. Và cũng nhân đây xin chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Xin chào.